Xin mời các tân chức ngồi xuống một tí. Hai bài chúc mừng thì cũng đã mỏi chân rồi, thêm một bài thứ ba nữa là mỏi chân lắm. Mời, à không có ghế, thưa chịu khó đứng ạ. Mới sức dầu xong khỏe lắm. Trước hết là tôi cùng với quý cha, quý khách đi, tức là những người ngoài hai tỉnh dòng này, xin chúc mừng hai cha giám tỉnh, tất cả quý cha, quý thầy trong cả hai tỉnh dòng Francisco và Đan Viện Thiên Phước. Xin chúc mừng các tân chức, các tân linh mục cũng như tân phó tế ngày hôm nay đã được Chúa ngự đến để thánh hóa chúng ta, đổi mới con người, để anh em trở thành những người thừa tác viên, phục vụ cộng đoàn dân Chúa, trở thành người mục tử của Chúa. Xin chúc mừng quý ông bà cố, tất cả các thân nhân ngày hôm nay đang vắng mặt. Chúng ta tạ ơn Chúa và tất cả chúng ta cầu nguyện cho các tân chức luôn luôn mỗi một ngày được thăng tiến để trở thành những người mục tử thực sự. Ngày hôm nay đó thì chúng ta mới bắt đầu thôi, bắt đầu trên cái hành trình được Chúa biến đổi, được Chúa nhào nắn. Tôi nói là ngày hôm nay bắt đầu bởi vì Chúa vẫn tiếp tục huấn luyện chúng ta. Và tôi thấy là cái bài học đầu tiên đó, là bài học của ngày lễ hôm nay, là anh em cũng như tỉnh dòng nó chuẩn bị thánh lễ rất là long trọng đó. Và cũng hy vọng là được xả giãn cách để chúng ta tổ chức long trọng hơn. Và quý thân nhân, các quý ông bà cố cũng như các anh chị em trong gia đình, cũng như các thành viên của hai tỉnh dòng có thể về tham dự đông đó. Và tôi nghĩ rằng anh em đã chuẩn bị các bài hát cũng như phục vụ để cử hành trong một cái bầu không khí trang trọng hơn, đông người hơn, có thể là cả ngàn người tham dự thánh lễ này. Nhưng mà rồi chúng ta thấy cuối cùng đó là một cái buổi lễ hết sức là đơn giản. Chúa bắt đầu huấn luyện chúng ta đấy. Mình tính là tính cái khác mà Chúa lại để ra cho mình, xảy đến cho mình một cái khác. Mình tính một đằng, Chúa dẫn chúng ta đi trên một cái nẻo đường khác ngoài cái dự tính của chúng ta. Chúng ta mong muốn long trọng đó. Và ngày hôm nay thì không có sự long trọng bên ngoài, không có những cái sự những chúc mừng, tiếng vỗ tay nhiều, những cái màu sắc bên ngoài, nhưng mà cái điều cốt yếu vẫn có, vẫn còn, mà đó là cái điều mà chúng ta nhiều khi hay quên. Những cái sự long trọng bên ngoài nó có nguy cơ là làm cho chúng ta quên những cái điều thiết yếu nhất. Đó. Chúng ta biết như vậy đấy, nhưng mà nhiều khi chúng ta không làm được. Chúa để xảy ra cái này để Chúa huấn luyện chúng ta, tập cho chúng ta, Chúa bắt chúng ta phải dứt bỏ những cái bên ngoài để tập trung vào cái chính yếu. Mình biết nhưng mà nếu bình thường mình không làm được. Nhưng mà cái này có vẻ mang tính cách gọi là hơi áp đặt một tí, chúng ta phải làm thôi. Và như vậy thì chúng ta học được một bài học. Cái này có vẻ mang tính cách gọi là hơi áp đặt một tí, chúng ta phải làm thôi. Và như vậy thì chúng ta học được một bài học. Lễ hôm nay này, mất hết mọi sự. Linh mục ngày hôm nay là không phải là con người có... Linh mục ngày hôm nay là không phải là con người có được phép bám víu vào bất cứ một điều gì nữa. Chúng ta phải hoàn toàn tập cho được sự tự do, thanh thản để Chúa dẫn dắt mình đi. Mình muốn cái này, nhưng mà Chúa dẫn chúng ta đi trên con đường khác. Ngày nay chúng ta quen với cái gọi là cái tư tưởng gọi là lập trình này, kế hoạch này, dự án này, bao nhiêu chương trình của con người đó, làm cái gì cũng phải có kế hoạch, cũng phải có dự án cả này. Nhưng mà đối với Chúa thì lại khác. Con người tông đồ ngày hôm nay phải là con người có khả năng để đi ra khỏi mình và để cho Chúa dẫn dắt mình đi trên những nẻo đường mới lạ. Nếu chúng ta cứ bám víu vào cái gì đó theo cái thành kiến, theo thói quen, theo truyền thống của chúng ta không thể đáp ứng được với những nhu cầu mục vụ của giáo hội, của xã hội trong thế giới ngày hôm nay. Chắc chắn thế giới này sẽ còn tiếp tục thay đổi nữa.
Và vì thế cho nên con người tông đồ hôm nay, linh mục, phó tế, tu sĩ nó phải có khả năng để đọc ra ý Chúa và có khả năng để thích ứng với mọi hoàn cảnh. Đức Giáo Hoàng nói đó, trong tương lai thế giới nó không thể như ngày hôm qua và không thể, không nên trở lại như ngày hôm qua. Thế giới sẽ đổi mới. Đổi mới theo hướng nào thì chúng ta không biết, chuyện của Chúa. Nhưng mà chắc chắn thế giới sẽ đổi mới và giáo hội cũng phải đổi mới. Và vì thế cho nên là con người mục tử hôm nay là cần có một trái tim đầy lòng thương xót để chúng ta nghe bằng trái tim. Chúng ta không có kế hoạch nào được hết á. Bảo là ngày mai chúng ta sẽ làm cái gì không biết. Chúng ta có trái tim thôi, trái tim giàu lòng thương xót thôi, trái tim của một người mục tử thôi, rồi ngày mai làm cái gì thì Chúa sẽ dạy chúng ta. Chúng ta phải có khả năng đi vào trong mọi hoàn cảnh đó, có thể thay đổi hết, miễn là có một cái không thay đổi, đó là ân sủng của Chúa, phúc âm của Chúa, tình thương của Chúa, đó là trái tim của một người mục tử, cái đó không bao giờ thay đổi. Và như vậy thì cái lời cầu chúc của riêng tôi là cầu chúc cho quý tân chức, các linh tân linh mục cũng như tân phó tế được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần để chúng ta có thể trở thành những người mục tử như lòng Chúa mong muốn. Và xin chúc mừng tới quý ông bà cố, tới anh chị em, và cũng xin có một lời với tất cả các thân nhân đang ở tại các gia đình. Xin chúc mừng anh chị em và anh chị em dâng cái sự hy sinh ngày hôm nay cho Chúa để cầu nguyện cho những người thân của chúng ta trong sứ vụ mục tử. Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn chúng ta, cho gia đình anh chị em, cũng như cho dân tộc Việt Nam chúng ta, cho toàn thế giới được mau thoát qua cái cơn đại dịch này để chúng ta có thể bình an phụng sự Chúa và thực hiện sứ vụ tông đồ của mình. Xin chúc mừng tất cả các anh em.